Đó, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Từ mới invest. trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 5 thì kênh của em sẽ mang đến cho các anh chị chúng ta những cái kiến thức về đầu tư chứng khoán cũng như là chia sẻ góc nhìn kỹ thuật của em về tình hình chung, các quả cổ phiếu cũng như là thị trường đến với các anh chị chúng ta để giúp cho các anh chị có thể là đầu tư được hiệu quả hơn. Và hôm nay à, thực sự là à, thị trường chúng ta cũng đã xác nhận một cái phiên, à, chúng ta gọi phiên ngày hôm nay, đó chính là phiên bùng nổ theo đà khi mà cái cái chỉ số lượng các mã cổ phiếu nó đã tăng vượt trội lên rất là mạnh thì uh, thì chung chung của chúng ta hôm nay đã tăng uh, 35 điểm mà hơn 2% rồi thì tức có nghĩa là nó cũng đã xác nhận một cái bùng nổ theo đà và cái khối lượng nó cũng đã uh, đạt như cái kỳ vọng của em là khoảng tầm là uh, trên 600 triệu cổ phiếu ha mọi người ha nhưng có điều rằng uh, hôm nay thật sự là nó chưa có được hoàn hảo cho lắm đúng không ạ đối với em thì hôm nay đúng là một phiên bùng nổ theo đà nó đạt về giá cũng như đạt về khối lượng đấy tuy nhiên rằng là nó vẫn chưa có một cái độ hoàn hảo uh, một cách gọi là tuyệt đối hay là hoàn hảo một cái mức gọi là uh, hài lòng à, thế thì tại sao mà em uh, nói như vậy thì đầu tiên các anh chị chúng ta nếu như mà cả quan sát trong cả một ngày hôm nay thì thực sự là nó chỉ bùng nổ vào uh, đầu phiên buổi chiều thôi bắt đầu từ đầu phiên buổi chiều thôi còn nguyên cả một buổi sáng thì nó lại như thế nào à nó lại à, khá là linh sinh và nó vẫn giữ ở những cái ngưỡng mà vẫn còn đang rất là nghi ngờ về cái sự tăng giá đúng không các anh chị? Đấy nó rất là khác so với lại những cái phiên bùng nổ theo đà ở những cái nhịp mà tạo đáy và đi lên trước đó của thị trường. Đấy, nó rất là khác so với lại là những cái phiên như thế này hay là những cái phiên mà bùng nổ hay là những cái phiên bùng nổ theo đà ở đây. Đó, các anh chị chúng ta thấy ha. Với cái việc mà À, nếu như mà hôm qua lại đã kéo ATC không ạ? À? Kéo 15 phút cuối cộng với lại ATC lên cái mức cao nhất phiên trong ngày. Thế thì ngay từ đầu phiên sáng hôm nay nếu mà cái đà hưng phấn của ngày hôm qua nó còn lớn và nó còn dư địa tăng mạnh ngay từ đầu cái phiên sáng đó, thì đáng lý ra rằng là nếu mà um, thị trường hôm nay nó xác nhận một cái phiên bùng nổ theo đà nó uh, hoàn hảo và nó lý tưởng hơn ấy, thì nó sẽ phải tăng tạo cái gap up hẳn lên luôn ở vùng 1245 và nó nó kéo từ sáng cho tới chiều luôn mọi người, nó, nó nó tăng có nghĩa là nó tăng từ sáng tới chiều luôn nhưng mà nó không có không có được cái sự uh, lưỡng lự xảy ra trong cái phiên buổi sáng các anh chị ha. Còn ở đằng này á thì cái phiên mà bùng nổ theo đàn ngày hôm nay nó vẫn có cái sự lưỡng lự vào phiên buổi sáng và đã có một cái yếu tố là nó lấp lại cái gáp một cái gáp nhỏ trong phiên sáng ngày hôm nay ha các anh chị ha. Thế thì nó vẫn có một chút gì đó nó chỉ là một chút thôi, khoảng tầm là uh, 10% cái 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 sự không hoàn hảo thôi các anh chị ha chỉ cần đạt thêm 10% cái sự hoàn hảo đó nữa thì thì uh, hôm nay thị trường ta rất là đẹp ha. Nhưng mà dù sao thì uh, hôm nay cũng là một cái phiên tăng uh, bùng nổ như vậy thì cũng uh, rất là vui rồi bởi vì đã lâu lắm rồi uh, cũng uh, chưa có phiên nào mà chúng ta uh, thấy được là, là 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 các cái mã cổ phiếu đó tạo đáy hai và nó phục hồi đi lên tốt như trong phiên ngày hôm nay đúng không ạ? Thì chúng ta cứ vui trước và chúng ta sẽ vẫn kỳ vọng ở những cái mức và nhịp hồi tiếp theo của thị trường đúng không ạ? thì uh, chúng ta sẽ quay trở lại một chút xíu về uh, năm 2018 ha. thì ở cái nhịp này thì sau cái đà phục hồi thứ nhất thì đây chính là một cái đà phục hồi thứ hai đúng không ạ? một cái đà phục hồi thứ hai nhưng mà đà phục hồi thứ hai này nó đã có một cái phiên xác nhận bùng nổ theo đà ở đây. thế thì cái việc mà nó có thể nó kéo dài thêm từ một cho tới hai tuần nữa là rất là cao các anh chị ha. Đó, thì chúng ta sẽ uh, quay trở lại chút xíu về uh, năm năm ngoái đi uh, năm 2018 đây này. Thì khi mà cũng có xuất hiện những cái phiên bùng nổ theo đà ở dưới đây. Mọi người cũng thấy uh, nó cũng xuất hiện những cái phiên bùng nổ theo đà ở dưới đây thì nó cũng kéo dài được khoảng tầm là hơn một tuần. ở hơn một tuần cho tới hai tuần. Và cái kết thúc của cái nhịp uh, phục hồi này là nó đến uh, quanh được cái nghiệp cái ngưỡng gần cận cái lại cái, cái có thể là ở gần cận cái vùng đáy của cái nhịp phục hồi uh, thứ nhất hoặc là lên được một nửa thân của nhịp phục hồi thứ nhất ha các anh chị ha và chắc chắn là sẽ không thể nào mà lên được cái vùng đỉnh của nhịp phục hồi thứ nhất rồi đấy thì tương tự giống như cái thời điểm hiện tại của chúng ta thôi nha yeah. giống như thời điểm hiện tại của chúng ta thì uh, em cũng đã có view cho các anh chị chúng ta một số cái uh, vùng mà chúng ta có thể đã canh hạ dần cái tỷ trọng À, bắt đầu khi mà nếu như mà đã xác nhận một cái phiên bùng nổ theo đài như thế này rồi thì chúng ta sẽ dần hạ tỷ trọng khi mà cổ phiếu à, khi mà thị trường chúng ta có cái tín hiệu là nó lấp lại cái gáp ở vùng 1315 cho tới vùng 1330 các anh chị nha. Là quanh vùng này bắt đầu khi mà chỉ số của thị trường đạt được quanh ngưỡng cái mốc vùng 1300 15 thì chúng ta sẽ canh chúng ta dần hạ cái tỷ trọng ra và chúng ta sẽ đưa cái à, những anh chị nào mà như nào mà, à đã bắt được đấy ở như vùng này hay là có dùng thêm một cái lượng margin để mà trung bình giá cũng như là bắt đáy. Hoặc là các anh chị nào mà cầm cổ phiếu với tỷ trọng cao mà đã thu lỗ rất là nhiều ở vùng à, trên này rồi này. Thì khi mà nó phục hồi lại ở đây thì chính là một cái cơ hội khá là lý tưởng và khá là tốt cho các anh chị chúng ta. Có thể là canh bán hạ tỷ trọng và giảm cái phần uh, cổ phiếu mà mình đang nắm giữ uh, để mà mình có thể là mình ứng biến tiếp theo so với lại những cái nhịp mà có thể là sẽ quay đầu giảm ngược trở lại. Bởi vì xu hướng chính của thị trường ta vẫn sẽ là một cái à uh, xu hướng là downtrend nha các anh chị nha và chúng ta chưa thể nào mà chúng ta vội mừng được. Đúng không ạ? Trong ngắn hạn thì nó đã có thể tạo đáy và nó phục hồi đi lên nhưng mà chắc chắn rằng là về trung hạn thì là uh, thị trường chúng ta là đang nó đang giảm ha các anh chị nhé. Nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể là, là 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 an tâm được 100%. Đấy luôn luôn phải có những cái sự đề phòng và những cái kịch bản mà chúng ta cân nhắc về uh, quản trị cái rủi ro khi mà thị trường có những cái biến động nó uh, khó lường. Các anh chị chúng ta lưu ý điều đó giúp em, được chưa? Rồi, và với tình hình hiện tại thì vẫn kỳ vọng một cái nhịp mà như em có nói là lên vùng 1315 cho tới vùng 1330 là các anh chị chúng ta đã dần phải hạ tỷ trọng ra rồi các anh chị chúng ta vẫn uh, lưu ý cái điều đó giúp em nhé ha thì uh, nếu như mà trong phiên ngày hôm nay các anh chị nào mà đã giải ngân được thì ok đó chính là một cái thì uh, đầu tiên là nếu mà phiên hôm qua cũng là một cái phiên giải ngân hợp lý đấy nhưng mà uh, nó khá là là là, là 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 nhanh nên là em nghĩ rằng là rất là nhiều anh chị nhà đầu tư đã chưa kịp giải ngân trong phiên ngày hôm qua đúng không thì hôm nay cũng uh, cũng nghĩ là nó sẽ chỉnh chỉnh lại đúng không nhưng mà không nó cũng đã tiếp tục nó kéo lên và thậm chí là nhiều rất là nhiều mã cổ phiếu nó tăng dần Đấy, các anh chị chúng ta có thể thấy ở đây ha. Nguyên một cái cái bảng là chỉ có màu xanh thôi trừ một cái dòng mà uh, duy nhất là dòng thép, HPG, nó cũng không xanh nổi các anh chị nha. Đấy và rất là nhiều mã cổ phiếu xanh chỉ có khoảng tầm 49 mã cổ phiếu giảm thôi. Đó và sắc xanh là nó chiếm toàn bộ cái 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 cái, uh, cái cái thị trường chúng ta ngày hôm nay đấy. Rồi một cái cũng em cũng hơi buồn là nhóm chứng khoán thì cũng không có nhiều mã cổ phiếu nó tím cho lắm. Đấy hơi buồn một chút xíu chỗ đó nữa đấy và cũng nó cũng không có mang cái tính hoàn hảo cho cái phiên nghiệm này bởi vì mọi người thấy là thường mà hôm nào mà có phiên buồn nổ theo đà thì cái nhóm chứng khoán luôn luôn là cái nhóm mà tăng trần nhanh nhất đúng không ạ cái nhóm tăng trần nhanh nhất đấy nhưng mà lần này thì nó lại gây một cái sự khá là thất vọng đối với lại uh, cái cái so với lại cái nhận định của em các anh chị ha rồi uh, <laughs> thì hôm nay thì nước ngoài họ mua rồng trở lại rồi hôm nay hôm nước nước ngoài họ mua rồng trở lại các anh chị ha sau khi mà liên tiếp bán 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 trong cái uh, từ cuối tuần trước cho đến nay thì bắt đầu họ mua rồng trở lại trong phiên ngày hôm nay đấy mua à, hôm qua và hôm nay là mua rồng rồi để chủ yếu tập trung bán như hpg này Đức xanh vnd chắc do có thể là e, dòng chứng khoán bị nước ngoài bán nhiều quá cho nên hốc đầu lên không nổi á rồi còn tự doanh thì họ mua rồng trên sàn HXX cũng tập trung chủ yếu là bán HMG là nhiều. Đấy. Rồi HNX thì họ cũng bán BVS và sale. Upcom thì bán rồi. À uh, ok thì chúng ta quay trở lại với uh, VN Thì uh, em uh, đã uh, đưa ra cái kịch bản tiếp theo cho các anh chị nhà đầu tư là chúng ta sẽ hạ cái tỷ trọng dần khi mà cổ phiếu cũng như là uh, VN chúng ta sẽ quay trở lại quanh quanh cái ngưỡng vùng 1315 thì đó chắc chắn sẽ là một cái ngưỡng kháng cự vô cùng là mạnh. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng rằng chúng ta nắm giữ từ đây cho tới khi mà nó đạt được cái mốc target khoảng tầm vùng 1315 như thế này là rất là nhiều cái khoản thua lỗ của anh chị chúng ta sẽ được rút ngắn trở lại. À nhiều anh chị chúng ta đang lỗ khoảng tầm là 20 30 thậm chí là 40% thì có thể là nó hồi phục lên lại được ở đây. Các anh chị chúng ta chỉ còn lỗ khoảng tầm là uh, 10 cho tới 15% hoặc là 20% thôi. Thì còn đỡ hơn rất là nhiều so với cái việc ta lỗ 30 40% đúng không ạ? Thì lúc đó là các anh chị chúng ta nên cân nhắc chúng ta hạ dần cái tỷ trọng chúng ta nắm giữ ra và chúng ta sẽ đợi những cái cơ hội và những cái cú phục hồi mạnh tiếp theo của thị trường á. Và em nghĩ rằng nếu mà với cái việc mà nó như nào ạ? À? Đó, nó nó chưa có hoàn hảo lắm. Ha, theo cái góc độ nhìn của em thì nó vẫn chưa có sự hoàn hảo cho lắm như vậy thì cái con sóng này nó phục hồi lại được tới vùng 1315 cho tới vùng 1330 đã là xuất sắc rồi các anh chị nhé. Rồi ok à, và đó là về thị trường chung Và VN30 thì cũng được xuất sắc, được kéo bởi uh, uh, một số mã cổ phiếu ở trong uh, nhóm ngành công nghệ và bán lẻ. Đây, VN30 ha. Các anh chị có thấy là hôm nay có FPT tăng trần thì thật sự là FPT chúng ta sẽ thấy được rằng là nó đã phiên ngày hôm qua nó có một cái phiên test cung rất là đẹp và phục hồi đi lên hôm nay tăng trần như thế này dòng tiền vào lớn là nó cũng xứng đáng là một cái leader trong cái nhịp mà phục hồi như vậy thì hầu hết là những mã cổ phiếu nó vẫn chưa thể nào mà nó về lại cái ngưỡng vùng giá mà khi mà viên đấy chúng ta ở quanh cái ngưỡng vùng 1360 đấy tức có nghĩa là cái đợt phục hồi đầu tiên là ở đây nhưng mà FPT nó đã quay về nó chạm lại được ở đây rồi thì chứng tỏ nó là một mã cổ phiếu mạnh ở thời điểm hiện tại cho trên thị trường các anh chị nhé tương tự ví dụ như là có PNG cũng vậy đấy PNG thậm chí nó còn đã vượt được luôn cả cái uh, cái ngưỡng vùng mà, mà mà ngày phục hồi của việc mà viên đá ta ra 1360 là quanh cái ngưỡng vùng này đúng không ạ hôm nay nó đã vượt luôn như thế này rồi uh, và dòng tiền nó thật sự rất là tốt các anh chị nhé và nếu mà tính ra PNG từ mức vùng đỉnh mà nó điều chỉnh như đây khoảng tầm 20% mà bây giờ nó chỉ còn lại khoảng tầm có rút ngắn lại cái khoảng mà uh, rơi từ vùng đỉnh chỉ còn có khoảng tầm là 7% như thế này thì thật sự là quá là xuất sắc đối với lại PNG. Rồi M g thì vẫn uh, còn hơi bị lẹt đè chút xíu bởi vì nó rơi khá là sâu. Thực sự là nó rơi khá là sâu hai các anh chị ha. Nó rơi khá là sâu và nó phục hồi đi lên trở lại như thế này thì tạm thời chúng ta cũng sẽ Cùng view chung với cái nhịp của thị trường. Đó chính là nó sẽ quay về nó lấp lại cái gap ở chỗ này. Quanh cái ngưỡng vùng 144 cho tới vùng 146. Các anh chị nhé. Ok. Ngoài ra thì nhóm ngân hàng cũng là cái nhóm mà hôm nay cũng phục hồi tương đối là ổn. ha, Phục hồi tương đối là ổn. Ờ, trong đó có bid này. Bid cũng 3%. Nhưng mà nó thật sự nếu như mà anh chị nào muốn mua á thì em cũng không khuyến khích mọi người mua dòng mà ngân hàng ở giai đoạn này bởi vì cái tỷ suất sinh lời nó không thực sự là, là nhiều nếu mà các anh chị ta nếu mà tính từ cái vùng bắt đáy ở đây đúng không thì các anh chịu ta mới là lại có khoảng tầm là sáu bảy phần trăm là nhiều thôi hoặc là 10% phần trăm là nhiều hoặc là uh, cùng lắm là 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 phần trăm đối với là một số mã cổ phiếu nó riêng biệt trong khi các mã cổ phiếu nhóm ngành khác á giống như là trong dòng chứng khoán hay là dòng uh, Uh, dầu khí thì nó lại hoặc là bất động sản đi chăng nữa thì nó cũng đã phục hồi một cách tốt hơn rất là nhiều so với lại là các mã cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đấy ha nên là các anh chị chúng ta phải phải biết được chọn lọc cho mình đấy CTG cũng vậy nhé, CTG cũng chưa đâu, bởi vì cái kháng cự mạnh của nó ở quanh cái ngưỡng này này. Đó, khi mà giá của cổ phiếu nó có thể là nó phục hồi lại được về đây, đa số sẽ phục hồi lại về cái ngưỡng mà khi mà mà, mà thị trường ta đạt được khoảng tầm là vùng 1360 các anh chị nhá Đây ha đó là quanh cái ngưỡng ở vùng à, 28.x nha 28.x các anh chị chúng ta thể là tiếp tục chờ và nắm giữ lên ở quanh cái ngưỡng này thì chúng ta sẽ dần chúng ta bán ra khi mà cổ phiếu nó vượt lên trên 28 nha rồi à, tiếp theo HD Bank HD Bank là cổ phiếu mạnh nhất ở trong cái nhóm ngân hàng ở cái đợt phục hồi này nếu mà tính riêng từ vùng đáy thì cổ phiếu nó đạt được khoảng tầm là 14% hơn đó, thì hiện tại nó cũng đã vượt được cái ngưỡng ở vùng 1 khi mà giá cổ phiếu nó vượt được vùng 25 ở đây thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải view nó về một cái góc độ nó tích cực hơn và nó sẽ có thể là nó test lại cái vùng đáy mà nó đã thủng ở cái nhịp là khoảng tầm vùng 27 ở đây. Các anh chị nha, quanh quanh cái ngưỡng vùng 27 đây chính là cái mốc uh, uh, điểm mà phục hồi tiếp theo của HD trong cái nhịp tới. MB, MB cũng tương tự như vậy nha, MB cũng tương tự như vậy. Nó sẽ quay về lại cái mốc ở ngưỡng vùng 1360 đã thủng. Đó thì tức có nghĩa là quanh lại cái ngưỡng gì ạ? À? À, tức có nghĩa là quanh lại cái ngưỡng móc vùng 29 nha, móc vùng 29 này, mà 29 cho tới 30 Thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ lên được quanh cái ngưỡng vùng này, các anh chị nha Còn khoảng tầm hơn giá nữa, mà tính riêng thì nếu mà bắt đáy được ở đây đi Thì nó lên đây cũng được khoảng tầm là 20% là cũng mừng lắm rồi, gần 20% là mừng rồi ha các anh chị ha Đấy. Rồi, uh, tiếp theo có STB, uh, STB thì... Uh, À, vùng này đánh nhau hơi bị kinh bữa giờ là là, là hơn một tuần nay em quan sát nó là STB thì quanh cái ngưỡng vùng này là đánh nhau uh, nói chung là có hai đội nói chung là đánh nhau kinh khủng đấy và nó cũng phục hồi tương đối đó. phục hồi cũng tương đối ha các anh chị ha à, bởi vì cái vùng này nó đã rơi quá là sâu này thì một trong những cái mã cổ phiếu nó rơi sâu nhất trong nhóm ngân hàng đó chính là STB đấy thì nó nó rơi sâu thì nó có thể nó phục hồi lại được một, một cái hiệu hiệu suất cũng à, À, đáng kể là cũng là bình thường thôi nhưng mà rất là nhiều nhà đầu tư họ còn kẹp ở những cái vùng trên đây thì họ lại là những cái người mà thua lỗ nặng nề nhất trong cái nhóm ngân hàng đấy còn những nhà nào đầu tư rồi bắt đáy được ở vùng này này thì trong cái phiên ngày em nghĩ là trong cái phiên ngày 23 tháng 5 vừa rồi á, là phiên ngày thứ hai đúng không là chắc chắn là mọi người cũng sẽ bị ói hết ra trong cái phiên này rồi đấy thì cái nguyên tắc của tổ chức họ đánh là gì à họ mua thấp họ bán cao và họ đè giá lại đúng không ạ họ có nghĩa là khi mà như em có nói rồi đó khi mà ở vùng đáy của một cổ phiếu mà nó nổ cái vốn lớn thứ nhất là gì ạ à? họ bắt đầu họ quay cái thanh khoản của cổ phiếu ấy ha họ quay cái thanh khoản của ấy thì họ bán tay trái và họ sẽ mua lại bên tay phải và họ sẽ bán cao và họ mua lại với cái giá thấp đúng ạ họ đè giá ở mức cao hoặc là có những cái chiêu trò của họ ví dụ như là họ à, thấy cái đà hưng phấn của các anh chị nhà đầu tư nó đang lên cao đấy thì họ sẽ kê ra ở những cái mức giá nó chẳng khoảng tầm là nếu mà thường thì em thấy là ở STB sẽ là khoảng cái ngưỡng là là, là 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 là, ví dụ chẳng hạn là giá 21 thì họ sẽ kê là khoảng tầm là uh, một khúc này này khoảng tầm là một triệu cổ phiếu để mà các anh chị chúng ta hút vào đấy rồi có thể là lên tiếp vùng 21.5 hoặc là 22 họ lại kê tiếp khoảng tầm là ba bốn triệu hoặc là hai ba triệu gì đó để mà các anh chị chúng ta mua vào đấy là lúc đó là những cái lượng FOMO họ đẩy vào họ bẩy vào liên tục nhưng mà sau đó là giá cổ phiếu là họ bắt đầu họ bán xuống ngược trở lại để mà họ có thể là thu gom về lại những cái vùng giá thấp ví dụ họ muốn thoát được khoảng tầm 3 triệu họ có lãi thì họ bán ở trên đây 5 triệu thì họ sẽ mua lại ở dưới đây là hai triệu đấy thế thôi á. đó là chính là những cái cái cách mà 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 tổ chức họ vận hành cũng như là họ đánh từ tay trái sang tay phải để mà họ quay cái thanh khoản của cổ phiếu ở quanh cái ngưỡng vùng đáy này để tạo ra những cái tâm lý vừa sợ hãi mà vừa có những cái tâm lý FOMO khi mà họ muốn bán thoát hàng các anh chị nhé rồi ngoài ra tiếp theo có Tết công banh cũng phục hồi cũng không cao đáng kể bao nhiêu cả thì em cũng xin đưa ra cho các anh chị chúng ta những cái mốc mà cho anh chị lưu ý là chúng ta hạ tỷ trọng thôi ở quanh cái ngưỡng ở vùng 39 ở đây 39-40 ở đây là bắt đầu mọi người có thể canh chúng ta hạ dần cái tỷ trọng được rồi nha 3940 rồi VIBAN, VIBAN là hôm nay cũng phục hồi tốt đấy đúng không ạ? Hôm nay VIBAN phục hồi tốt thì hiện tại nó đang gặp lại một cái kháng cự ngắn ở quanh cái ngưỡng vùng 32 thì có thể là lên đây nó sẽ nhích nhích lên được một miếng này. Rồi nó sẽ đi ngang một vài phiên ha. Nó sẽ đi ngang một vài phiên rồi sẽ tiếp tục phục hồi tiếp về lại quanh cái ngưỡng ở vùng 33 cho tới vùng 34. Đấy cũng là cái mốc mà trước đó em có view cho các anh chị chúng ta rồi là quanh ngưỡng vùng này các anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp mà nó quay lên là khoảng tầm vùng 33, 34 thì các anh chị chúng ta ra hàng dần nha. Lên đây chắc chắn là sẽ không mua được rồi. Nếu mà trong những cái phiên tới nó có chỉnh nhẹ lại quanh ngưỡng vùng 31 thì cũng là có thể là các anh chị chúng ta tham gia vào được. Các anh chị nha. Rồi, ok. À, qua, qua tiếp thêm banh nữa là có ACB. ACB cũng phục hồi lại khá khá. Nhưng mà ACB thì cũng lắm là em nghĩ nó sẽ phục hồi lại được nhiều là có thể là quanh vùng 31 cho tới vùng 32 thôi. Đấy, có nghĩa là quanh cái ngưỡng mà cái 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 gì là, cái hỗ trợ cứng của ACB nó bị thủng á là quanh cái ngưỡng vùng 31 ở đây này. ba 31 đây này. Còn nếu mà tốt hơn nó có thể rướng rướng được khoảng tầm 31 năm hoặc là 32 là cùng thôi. Không nhiều các anh chị nhé. Chúng ta chỉ kỳ vọng tới đó đối với lại những cái mã cổ phiếu như thế này thôi. Cái thanh khoản có bắt đầu ở đây vùng này nó vẫn chưa có cái sự bùng nổ này. Đấy, ha, cái thanh khoản dưới đây nó cũng chưa có sự bùng nổ này. cho nên là chúng ta sẽ không ưu tiên chúng ta đánh những cái mã cổ phiếu này nhé. Yeah. Rồi, con gì nữa không nha, TP thì thôi, TP ở vùng này là nó cũng là đã, đã yếu rồi, nên là em cũng không có cho các anh chị ta lựa chọn. VIP cũng tương tự vậy nhé. VIP thì nó có thể nó tạo hai đáy ở đây, nhưng mà cái thanh khoản ở dưới vùng đáy như này mà nó chưa có bùng nổ ấy, Thì hiện tại con này nó cũng đang khá là bao cung rồi. Đấy, nhìn cái cách đánh như thế này là hiện tại nó đang khá là bao cung các anh chị nha. Um, việc công ban, việc công ban anh cả hôm nay cũng kéo khá là tốt đúng không ạ và đã tạo hai đáy ở đây thì uh, trước mắt là cái vùng mà quay trở lại cái vùng nền trước đó cũng như là cái vùng đáy nó tạo và bị thủng á thì là quanh cái ngưỡng vùng 78 cho tới vùng 80. Thì đâu đó quanh cái ngưỡng vùng này thì nó sẽ em nghĩ là nó sẽ không kéo nhiều đâu mà thay vào đó nó sẽ kéo mít cá hoặc là những mà cổ phiếu uh, có cái, cái 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 tính đầu cơ nó cao hơn là cái chỉ số kéo cái cái, cái 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 điều tiết chỉ số như là Vietcombank các anh chị nhá ừ. Rồi Uh, tiếp theo là đến uh, dòng uh, dầu khí thì hôm nay thật sự là dòng dầu khí cũng là một uh, trong những cái dòng mà em đã view ngay từ đầu về cái độ hồi phục và cái tín hiệu nó đã tạo ra trước so với lại thị trường gửi đến cho các anh chị chúng ta rồi đúng không ạ? Chẳng hạn như là PVS đây. Đó, mọi người cũng thấy là PVS thì hôm nay cũng là một cái phiên mà nó đạt điểm mua nhá. Hôm nay chúng ta vẫn có thể là mua kịp đối với lại là PVS nếu như mà cổ phiếu này nó đã vượt được cái ngưỡng uh, vùng 28 ở đây 28.5 ở đây cũng là một cái điểm view nó hợp lý để mà có thể là mua ngắn hạn tới cộng đánh được thì lúc đầu em cũng có view cho các anh chị chúng ta về cái ngưỡng mà kháng cự của cổ phiếu là quanh cái ngưỡng vùng 29-30 đây này thì mọi người sẽ thấy là khi mà chúng ta nối lại những cái đáy lại với nhau thì nó sẽ ngay lập tức nó chạm ngay cái vùng khoảng tầm là vùng 29 cho tới vùng 30 thì quanh đây thì có thể là mọi người vẫn có thể đánh lướt được quanh cái ngưỡng vùng 28 lên được khoảng tầm vùng 30 thì các anh chị chúng ta bán ra nhưng mà thực sự là cái biên như vậy thì nó lại không có đủ cái phần an toàn đúng không ạ và có cái xác suất là nó vẫn có thể là nó điều chỉnh về lại quanh cái ngưỡng rồi đường, đường neckline đây là vùng 26 thì em vẫn ưu tiên cho các anh chị chúng ta mua thấp ở dưới đây và chúng ta lên đây chúng ta bán chứ nếu mà mua đuổi ở những cái nhịp mà vùng 29 30 như thế này á, thì cái rủi ro mà các anh chị chúng ta nhận phải á, thì nó sẽ lớn hơn các anh chị nhé nhưng mà phải công nhận là, là là là, là BVS là là cái cổ phiếu mạnh trong cái cái đợt này đối với lại là dòng dầu khí và um, có thêm cả BSR nữa các anh chị thật sự là BSR nó uh, nó phục hồi một cách nó ngoại mục hơn rất là nhiều so với lại thằng uh, những thằng khác trong nhóm dòng dầu khí này các anh chị ta thấy là nó phục hồi đi sau nhé mãi tới tận ngày 16 tháng 5 nó mới phục hồi nhưng mà hiện tại nó đã phục hồi được khoảng tầm là 28% so với là cái mức giá đáy là 30 luôn chứ không phải là 28 nữa 30% các anh chị hơn 30% ha thực sự là cũng khá là bất ngờ đối với lại cái nhịp mà phục hồi liên tiếp liên tiếp liên tiếp như thế này của BR mà nó không hề có bất kỳ một cái cái nhịp nào mà nó thể hiện cái sự yếu đi về dòng tiền hay cả đó thì các anh chị chúng ta vẫn có thể kỳ vọng một cái nhịp nó sẽ quay về lại cái vùng nền ở trên đây nha quay lại được cái vùng nền ở trên đây đấy thì lúc đầu em cũng nghĩ là à, với cái việc mà cái phiên à, những cái phiên mà nó có sự điều chỉnh trở lại quanh về lại vùng 22.5 thì sẽ là cái cơ hội mua hoặc là đợi nó break ở vùng 23.3 này một lần nữa thì đó cũng là một cái cơ hội mua tốt mà không hôm nay đánh break lên luôn như thế này thì chắc chắn là cái điểm mua nó sẽ không còn hoàn hảo cho các anh chị ta nữa rồi đúng không? Đó, mặc dù là nó chúng ta cũng nói từ đáy giống như những cái nhịp Ở à, đây chúng ta cũng nói từ đáy hiện tại nó cũng đã gặp lại những cái kháng cự ở đây này đó thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta mua đuổi ở cái vùng trên này ấy, thì nó sẽ là không có lý tưởng cho lắm dành cho các anh chị nhà đầu tư muốn mua mới các anh chị ha đấy nên là thôi em cũng cũng không có dám mà mà mà, bảo các anh chị ta mua mới ở vùng này được nhé rồi hôm nay BVD cũng tăng trần hôm BVD hôm nay cũng tăng trần thì thật sự nó là tốt này hôm nay cũng thật đúng ra là là, là hôm nay là một cái phiên mua đó là BVD khi mà nó vượt cái đỉnh ngắn hạn trước đó ở quanh cái ngưỡng vùng 20, 21 này 20.8, 21 này này Yeah, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp nó phục hồi lại khoảng tầm là vùng hai các anh chị nha đấy vùng hai 23 hai ba năm cho tới vùng hai tức có nghĩa là quanh cái ngưỡng mà uh, cái nhịp trước nó đều bị gãy đấy nha đấy rồi uh. <laughs> rồi tiếp theo có bbc cũng vậy _bbc hôm nay cũng có xuất hiện một cái điểm mua ngắn và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng một cái nhịp mà nó phục hồi lại đâu đó khoảng tầm là vùng hai mươi năm cho tới vùng hai sáu các anh chị nha đây quanh cái ngưỡng ở vùng này này ấy nha <laughs> ờ, BVT BVT thì nó vẫn nằm ở kênh dưới mặc dù là nó cũng xuất hiện một cái nhịp mà vai đầu vai đây này thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó tới đâu? À khoảng tầm là vùng 22 cho tới 22.5 thế thôi không nhiều đâu nhưng mà cổ phiếu này đi lên thì chúng ta canh chúng ta bán ra đây cũng sẽ gặp lại quanh cái ngưỡng kháng cự rất là mạnh ở quanh cái ngưỡng vùng 22 cho tới vùng 22.5 canh chị nhé Oi Oi thì cũng vẫn còn đang khá là yếu và hôm nay Oi nói chung là nó yếu nhất trong cái nhóm dòng à, dầu khí luôn đấy thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng một cái nhịp mà nó có thể phục hồi lại nếu mà tốt á, thì nó cùng lắm nó phục hồi lại là, là khoảng tầm uh, 15 cho tới vùng 16 thôi đây quanh cái ngưỡng này nha chờ thêm nha nếu mà các anh chị ta muốn mua thì cũng được nhưng mà em không đánh giá cao đối với lại là oi rồi qua tiếp đến dòng bất động sản thì hôm nay có mỗi uh, mấy cái nó nó <cười> <cười> như là con xe này thì nó tăng trần này bởi vì cái tính đầu cơ nó cao anh chị ha và nó cũng đã vượt được cái vùng ở đây quanh cái ngưỡng ở vùng 40 41 tức là là đã vượt được cái điểm mà phục hồi ở vùng 1360 thì nó cũng sẽ tạo ra một cái uh, điểm mua tay cộng đủ tốt cho các anh chị chúng ta nhá. Đấy thì thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp nó lên được khoảng tầm là 48 và thậm chí nó có thể là 50, nói chung là quanh quanh cái ngưỡng vùng này. Đấy 48 50 là các anh chị chúng ta canh chúng ta chốt dần các anh chị nha, quanh cái ngưỡng vùng này. Đấy nên tức là cái vùng đáy này nó đã, đã bị thủng này thì quanh đây thì chắc chắn là cái điểm chốt cho các anh chị đầu tư t cộng nha thì lên đây thì nó có thể nó vòng về lại đấy nó test lại nhá rồi đích thì sao hôm nay đích cũng uh, chưa xuất hiện một cái điểm mua nó lý tưởng nhưng mà nếu như mà nhìn theo thằng sale như thế này á, thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là cái dòng tiền của nó vẫn uh, chưa có quá là nhiều cái sự đột biến như thằng sale đấy ha sale đây là đã, đã, luôn duy trì và giữ được gần cận cái vùng kháng cự ở đây còn hàng đích ấy, thì nó vẫn còn đang ở dưới lình xình cái vùng 64, 65 này. Đấy, có thì nó đạt ở một cái mốc ngắn hạn thì nó vẫn có thể lên được khoảng tầm là vùng 64, 65 các anh chị nhé. Nó vẫn có thể đạt được cái mốc ngắn hạn lên được khoảng tầm là vùng 64, 65. Đấy thì các anh chị chúng ta cũng có thể cân nhắc chúng ta giao dịch được nha. Rồi, uh, DBG thì cũng tương tự như vậy. Nha, DBG thì những cái mã cổ phiếu này chúng ta sẽ kỳ vọng lên đây. Đấy, đất xanh hôm nay đất xanh cũng khá là đẹp rồi nhá nhưng mà đất xanh thì nó vẫn đang ở vùng kênh dưới thì chúng ta cũng kỳ vọng một cái nhịp mà nó phục hồi lên lại cận cái vùng mà thủng cái đáy trước của nó là quanh cái ngưỡng vùng 30 29 x cho tới vùng 30 thôi nha yeah. 29 x cho tới 30 là qua là quanh vùng này là chúng ta chốt là đẹp rồi HBC uh, HBC thì cũng yếu nhá HBC quay về lại test cái gáp ở đây rồi này dòng tiền vào vẫn chưa có đạt cho lắm thì cũng kỳ vọng một cái nhịp nó thể lên được quanh ngưỡng ở vùng 68 cho tới vùng 70 các anh chị nhé 68 70 rồi HDG, HDG thì hôm nay cũng đã vượt nha hôm nay cũng HDG cũng vượt khá là khỏe dòng tiền có vào Đấy, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh ngắn đánh ngắn đối với lại là là là, là HDG lên được khoảng tầm là vùng 52 năm hai chấm x hoặc là 51.5 chấm, trở chấm, chấm lên các anh chị nhé Đấy, quanh cái ngưỡng là vùng này Đấy. Rồi, Long Điền thì sao? Long Điền cũng uh, hôm nay cũng là cái phiên uh, Tết cung của Long Điền cũng khá là đẹp đấy và các anh chị chúng ta vẫn có thể mua mới được. Nhưng mà cái target ngắn á thì nó chỉ lên được khoảng tầm là vùng uh, quanh quanh ngưỡng 15 thôi. Tức có nghĩa là quanh cái vùng đáy nó đã bị thủng trước này và cũng là cái điểm phục hồi trăm uh, được uh, 1360 cho các anh chị chúng ta nhé. Uh, Nam Long. Đây Nam Long. Nam Long thì uh, chưa bứt phá được nha. Nam Long thì chúng ta chưa bứt phá được mà em nghĩ là đoạn này thì cái dòng tiền của Nam Long nó cũng không có cái sự đột biến thì hạn chế chúng ta tham gia. Nó em nghĩ là nó sẽ đánh được những cái đây giai đoạn phía sau. Đã. Rồi SCR, SCR thì cũng canh mà phục hồi lên được khoảng tầm 14.5 đến 15 thì chúng ta té nha. Quanh ngưỡng vùng này. Đấy. Rồi còn gì nữa không nhà? Ok thì dòng bất động sản thì chỉ tới đây thôi. Chúng ta coi thêm tiếp một số mà cổ phiếu nó có những cái phiên mà Tết Cung cũng tương đối là đẹp, chẳng hạn như là VGT này Hôm nay VGT cũng xuất hiện một cái điểm mua ngắn ở quanh cái ngưỡng vùng 19. Hôm nay dòng tiền cũng vào VGT cũng tương đối ha. Chúng ta cũng sẽ có thể kỳ vọng một cái nhịp lên khoảng tầm là vùng 21 ở đây. Đó <laughs> TNG, nay TNG cũng bùng nổ nhé, nay TNG cũng bùng nổ. Nếu mà cái điểm mua đẹp nhất là cái phiên ngày hôm qua, khi mà liên tục nó đã có những cái phiên no supply, no supply và phiên ngày hôm qua đầu cái phiên test cũng rất là đẹp. Thì nếu mà đẹp nhất thì là sẽ là phiên ngày hôm qua chúng ta mua, còn mua trẻ ngày hôm nay là cũng ok. Chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp hồi lên được khoảng tầm là vùng 33.x cho tới vùng 34, các anh chị nha. Đấy, thậm chí là có thể là nhú lên được thêm xíu ở vùng 35. Đấy. Rồi uh, tiếp theo bên dòng và vận tải và cảng biển hoặc là thủy sản là nó vẫn là một trong những cái dòng mà rất là khỏe ha <laughs> Mọi người sẽ thấy là duy nhất chỉ còn những cái mã cổ phiếu như thế này là nó vẫn giữ được một cái trend tăng trong ngắn hạn tốt như thế này Đấy, mọi người sẽ thấy nó vẫn giữ được cho mình một cái trend tăng ngắn hạn tốt như thế này Thì có hàng thì em nghĩ là mọi người cứ nắm giữ thôi Thậm chí là trong cái đợt phục hồi như thế này á Nó có thể nó vượt luôn cả cái vùng đỉnh ha Nó vượt luôn cả cái vùng đỉnh ở cái nhịp mà 86 này là rất là cao các anh chị nhé rồi hay như GMD cũng tương tự như vậy GMD mặc dù là ở vùng này thì nó vẫn chưa thể nào nó vượt được những cái kháng cự trên đây mà trên đây nó cũng còn những cái kháng cự tương đối là dày nhưng mà với các dòng tiền uh, vào trong phiên ngày hôm nay á thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ dễ có những cái phiên nó kiểm tra lại cái vùng đỉnh ở đây là vùng 60 thì cái tay ghét ngắn hạn trước là chính là vùng 60 cho các anh chị chúng ta nhé nhé rồi ok và đó là dòng vận tải cảng biển có gì nữa nha thủy hải sản thủy sản thủy sản thủy sản đây thủy sản thì hôm nay cũng tím khá là nhiều vĩnh hoàng đã lên lại được cái mốc 100 rồi thật sự rất là mạnh Đấy, và cũng có chừng xíu nha thì chúng ta sẽ lên đây chúng ta coi nó test lại cái vùng 105 như thế nào 105 107 như thế nào à, nếu như mà lên đây mà gặp cái áp lực bán nó điều chỉnh trở lại đó, thì không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ gặp lại nó hình thành lên một cái mẫu hình là 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 ba đỉnh là cũng mệt lắm nha Đấy nên là các anh chị ta cần chú ý đó, thì lúc này là các anh chị nào cũng sẽ thấy là bắt đầu là cái cái gì cái nhịp mà nó tạo ra một cái RSI phân kỳ âm ở đây là rất là rõ này nên là cần chú ý một chút xíu nha đẹp thì nó sẽ đẹp thật đó nhưng mà nó sẽ nó kéo lên đây một cái thôi rồi nó sẽ um, giảm ngược trở lại cũng khá là nhanh nên là mọi người cần lưu ý chúng ta sẽ hạn chế chúng ta mua gần cận cái kháng tượng này nhé ANV này ANV cũng tương tự như vậy V cũng tương tự như là VHC sẽ test lại cái đỉnh ở đây các anh chị nhé ASM, ASM thì ở vẫn kênh dưới thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp nó lên được khoảng tầm là vùng 20 rồi FMC, FMC thì cũng vậy luôn đây ha quanh ngưỡng ở vùng 63 cho tới vùng 66 là được à, CMX à, CMX thì cũng quanh về đây Đấy, các anh chị chúng ta cứ lấy lại cái phần mà đỉnh trước Và cái nhịp mà phục hồi trước đó của phiếu nó thể đạt được đó. thì nó sẽ có thể nó quay về nó té lại cận cái vùng mà kháng cự này là một cái điểm mà các anh chị chúng ta có thể là ra hàng dần rồi có thể sẽ không đạt được cái mức uh, cao nhất của cái nhịp mà phục hồi lần thứ nhất nha nên là một nửa của cái nhịp phục hồi lần thứ nhất là các anh chị chúng ta cũng đã phải nên dần té hàng của mình ra rồi đấy bởi vì cái áp lực ở trên đó nó sẽ rất là nhiều mà các anh chị chúng ta nên bán khi mà có những cái nhịp mà hưng phấn của uh, nhà đầu tư họ mua sau các anh chị nhé rồi hôm nay đến dòng chứng khoán à, thì hôm nay dòng chứng khoán thì thật sự là cũng không có mấy sự sự sự, sự uh, FOMO cho lắm. Thực sự là bữa giờ vừa rồi là nó cũng phục hồi cũng khá là ghê rồi. Đấy. Có SSI này thì đợt này thì lại cảm thấy nó lại hơi yếu chút xíu so với lại là thị trường chung. Đấy, nó nhúng về tới tận vùng 25 chấm một cái thôi. Đấy, và nó đã phục hồi được khoảng tầm vùng 29. Nhưng mà hôm nay không tăng trần ở cái nhóm này thì thật sự là cũng hơi thất vọng đối với lại cái nhóm này thiệt bởi vì nó đã có những cái sự cân bằng và nổ vôn trước so với lại thị trường chung đồng thời là cùng với lại cái nhóm dòng dầu khí nhưng mà thực sự là nó không có uh, yếu tố và dòng tiền lớn để mà nó, nó tham gia vào mạnh và cộng hưởng thêm cái việc nào ví dụ chẳng hạn như esi này mọi người sẽ thấy là nước ngoài bữa giờ nó bán phải hơn phải cả ngàn tỷ rồi nên là cũng không ngóc đầu lên nổi ha bán hơn ngàn tỷ rồi, cũng không ngóc hộp lên nổi thiệt hơi xui chút xíu còn SHS á, thì nó lại khỏe hơn rất là nhiều à, SHS thì nó đã khỏe hơn rất là nhiều và bên em cũng đã giải ngân quanh cái ngưỡng vùng 15 ở đây này đó thì hiện tại cũng đã đạt được một cái mốc sinh lời là tương đương là cũng là khoảng tầm là gần 20 rồi và sẽ cố gắng tiếp tục giữ là về lại quanh cái ngưỡng trên 19 19.5 trở lên á, thì có thể là canh mà ra hàng dần đối với lại là cái nhịp này đối với lại SHS nha thì đâu đó cái tỷ suất là chúng em sẽ đạt được là khoảng tầm là 20 cho tới 25 Các anh chị nhé rồi VND thì cũng tương tự vậy Những mã cổ phiếu này thì nó hơi nặng Những cái con mà đầu ngành thì như là VND, SHS hay là VCI thì nó uh, VCI nó còn tích cực hơn nhé Em không nghĩ là VCI mà nó nổ vô lớn như thế này này Đấy Mọi người sẽ thấy là VCI nó đang nổ vô lớn như thế này Thì trước mắt thì nó có thể phục hồi lại được khoảng tầm là vùng 42 Các anh chị chúng ta thể ra Đầu tiên là nó đã chinh phục được cái gap mà em cũng đã nói với các anh chị chúng ta ở đây rồi để và sau một cái nhịp điều chỉnh như này và volume nó vẫn lớn rồi. tức là có nghĩa là vẫn có một cái lực hấp thụ hàng ở dưới đây khá là tốt đúng không ạ và nó sẽ tiếp tục nó phục hồi lên thì đầu tiên là chúng ta sẽ tiến vào lại vùng 42 và có thể là cao hơn là quanh ngưỡng vùng 44 nói chung là 42 cho tới 44 thì tùy các anh chị chúng ta kỳ vọng là chúng ta chốt ở đâu thôi nha quanh trong cái ngưỡng đó là ok rồi rồi hay như HCM cũng vậy nha HCM chúng ta cũng kỳ vọng thêm một cái nhịp mà nó thể phục hồi lại được đâu đó khoảng tầm là vùng 26 nãy quên nói SI. si thì chúng ta kỳ vọng lên được khoảng tầm là vùng 32. đó rồi ừ. rồi nếu mà các anh chị chúng ta còn quan tâm những mà cổ phiếu nào khác mà muốn view về cái một cái uh, điểm mà cái mốc mà để mà hạ hàng ra dần hoặc là chốt lại thì các anh chị chúng ta có thể để lại ở dưới phần comment giúp em em sẽ uh, trả lời chi tiết cho các anh chị chúng ta nhé rồi ok thì hôm nay chỉ có duy nhất là dòng thép là nó không được máy tích cực thôi Chẳng, <laughs> Ví dụ như là HBG vậy Hôm nay HBG cũng là một cái phiên mà có thể nói là wash out của HBG Bởi vì trong đầu phiên sáng đấy Thì nó cũng bị à, thị trường chung cũng bị ảnh hưởng bởi HBG Bởi vì cái lực bán tháo xuống của HBG nó vẫn còn khá là nhiều Nhưng mà đã có xuất hiện hai cái phiên volume lớn như thế này Thì một lần nữa các anh chị chúng ta cũng cùng nhìn lại Ở cái nhịp mà nó đã xuất hiện những cái phiên như vậy Đây này trong cái phiên này nó cũng xuất hiện những volume lớn tức có nghĩa là đã có một cái lượng lớn Uh, hàng đã được hấp thụ lại với cái mức giá quanh cái ngưỡng vùng 33, 34 ở đây đúng không ạ là đã có những cái sự hấp thụ và đã có lực trò vào mua rồi thì chúng ta sẽ thấy là nếu như mà nó, ngày mai nó có xuất hiện một cái phiên mà nó vượt lên nó ăn luôn cả cái cây giảm này này thì, thì các anh chị chúng ta sẽ xác định đây là sẽ là một cái uh, vùng đáy tiếp theo ngắn hạn của HPG và nhiều khả năng là nó sẽ có một cái nhịp mà nó phục hồi ngắn lại có thể nó kéo với lại ngưỡng ở vùng 40 là có thể xảy ra các anh chị chúng ta lưu ý ha và trước đó nó cũng đã có một cái nhịp như thế này rồi đấy nên là các anh chị ta hãy chú ý được rồi HSG nó cũng đã tích cực hơn khi mà hôm nay nó tạo hai đáy này đấy, và vẫn có thể là chúng ta kỳ vọng cái nhịp nó hướng lên quanh cái ngưỡng vùng 24 cho tới vùng 25 Nam Kim Nam Kim cũng tương tự ha hôm nay cũng đã lấy lại được gần như là toàn bộ cái phiên giảm ngày hôm qua và vẫn kỳ vọng một cái nhịp hồi chúng ta cũng không có nhiều lắm đâu thực sự nó lên được khoảng tầm vùng 31.5 cho tới vùng 32 là cũng là, là, là là tích cực đối với lại là Nam Kim rồi thì các anh chị chúng ta cũng chỉ kỳ vọng được tới đó thôi nhé, ha à, không nhiều hơn. Rồi, ok, thì uh, chắc cái video của em xin được kết thúc tại đây, thì hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta có một cái góc nhìn nó trực quan và uh, những cái mốc mà các anh chị chúng ta có thêm những cái uh, uh, quyết định nó sáng suốt và nó hợp lý hơn. ấy và một lần nữa em xin nhắc lại cho các anh chị chúng ta là uh, hôm nay thực sự là một cái phiên bùng nổ theo đà nó đạt về giá và khối lượng, nhưng mà thực sự là vẫn chưa có hoàn hảo uh, nhất mà, mà mà em mong muốn thì tuy nhiên rằng là cho dù là vậy thì chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng thị trường nó sẽ tiếp tục phục hồi lên lại khoảng tầm là quanh cái ngưỡng vùng 1315 cho tới vùng 1330 các anh chị chúng ta lưu ý nhé rồi cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa rất là nhiều và hãy nhớ ủng hộ tốn bằng cách là like cái video này cũng như là đăng ký kênh để mà ủng hộ tốn nhiều hơn nhé hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo